Rồi. Như vậy đây là cái bảng Scratch 3. Tôi sẽ nói trên Scratch 3. Trên Scratch 3. Rồi, hôm nay chúng ta là buổi học đầu tiên, thì theo chương trình mà tôi dự kiến ấy là tôi sẽ nói về về clone. Tức là các bạn đã lớp này là các bạn đã học qua cái phần cơ bản. Phần cơ bản. Thì phần cơ bản nó không có clone. Thì clone tức là gì? Tức là phân thân. Tức là khi học sang cái chức năng là clone ấy là chức năng nâng cao rồi. Tức là như này nhé, chúng ta làm việc với các nhân vật, con mèo chẳng hạn, con chó chẳng hạn, thì đó là các nhân vật cụ thể mà chúng ta có thể tương tác với từng nhân vật một. Mỗi nhân vật là nó có một cái cửa sổ như thế này. Đây là cửa sổ lập trình cho từng nhân vật một. Chúng ta đang làm việc với cửa sổ con mèo đây, nhé, con mèo đây này, đó, mèo nhé. Thì nó là nhân vật chính thức hay là người ta gọi là nhân vật gốc, nhân vật gốc đây. Thì phân thân là cái gì? Là như này này, chúng ta hiểu là nôm na các bạn có hiểu như các bạn xem chuyện Tôn Ngộ Không chẳng hạn, thì Tôn Ngộ Không có cái chức năng là có thể là từ một người biến hóa thành nhiều Tôn Ngộ Không khác, như hệt như mình. Đấy, thì nó gọi là Tôn Ngộ Không có cái chức năng là biến từ một người thành nhiều người giống hệt mình. Đấy, thì là phân thân hay là clone nó chính là như vậy, là cái chức năng mà một nhân vật thế này nó có thể biến hóa tạo ra thành nhiều nhân vật khác giống hệt mình ở trên sân khấu đó. Thì đây là chức năng rất là mạnh của cái phần mềm Scratch mà chúng ta rất cần phải học. Thì thật ra cái người mà lập trình Scratch mà càng thành thạo thì làm thế nào để biết được thành thạo hay không, tức là chúng ta có thể quy về là người đó mà càng sử dụng phân thân hay là clone càng thành thạo thì chứng tỏ người đó lập trình càng tốt. Như vậy là cái khả năng lập trình của cái người lập trình Scratch ấy mà ta biết nhiều về clone ấy thì nó càng chứng tỏ người đó là lập trình tốt. Và các bạn biết đấy là khi chúng ta làm các cái chương trình, các cái phần mềm hay là các chương trình tương tác thì càng về sau càng phức tạp thì càng cần clone. Điều có thể nói là tất cả các trò chơi, tất cả các cái phần mềm tương tác, tất cả các phần giáo dục mà không có clone thì chúng ta không làm nổi. Đó, cho nên là yêu cầu bắt buộc của cái người học lập trình Scratch mà nâng cao là phải biết về clone. Đấy. Hiện nay theo tôi biết nhé, hiện nay là cái cuộc thi tin học trẻ chẳng hạn thì vào đến cấp là thi sơ khảo hay thi chung kết thì tất cả các bài tập đều có clone hết, không có bài nào là không có clone hết. Không có clone cả. Cho nên chúng ta luôn phải học. Thì hôm nay là cái bài đầu tiên tôi muốn nói với các bạn về cách chúng ta làm việc với clone ở mức độ là đơn giản thôi. Và trong suốt quá trình chúng ta học ở đây này thì tôi sẽ thường xuyên nhắc lại, thường xuyên chúng ta làm bài tập và chúng ta luyện rất nhiều bài tập liên quan đến clone. Được chưa? Nhưng thì hôm nay là bài đầu tiên. Mà tôi nói trước đây là clone là rất là khó. Cho nên là nếu có gì không hiểu thì các bạn hỏi luôn nhé. Đấy, thì đây này, chúng ta làm việc con mèo nhé. Thì con mèo này này, khi chúng ta tạo ra một nhân vật, khi chúng ta bật lên chạy chương trình thì trong máy, trong mỗi nhân vật chỉ có một con thôi. Đây là con mèo, một con thôi, thì chỉ có một nhân vật gốc thôi mà chưa có phân thân, chưa có clone. Và chúng ta có thể lập trình để tạo ra từ con vật mẹ này này, tạo ra con vật khác, tạo ra cái phân thân của mình, nó gọi là clone. Thì cái lệnh mà clone là lệnh gì? Lệnh là lệnh trong cái nhóm là control, và cái lệnh là lệnh này này. Cái lệnh là create clone of myself. Đây chính là cái lệnh mà là chúng ta tạo ra một clone mới từ nhân vật gốc, tạo ra một clone khác. Bây giờ tôi thầy chạy thử nhá. Nháy đây là tạo này. Nháy này. À, hay là bây giờ tôi làm chương trình như này cho nó hay nhé. Tôi làm một cái chương trình đơn giản thôi. Tôi làm cái lệnh chương trình như này. Repeat. Yeah. Repeat 3 lần. 3 lần. Bỏ vào đây. Thì bây giờ tôi chạy chương trình này nhé. Chạy cái này thì nó sẽ tạo ra 3 lần. Tạo ra cái lệnh. Tạo ra cái lệnh là tạo ra clone. Và nó tạo ra 3 clone. Như vậy là một nhân vật gốc sẽ tạo ra là 3 nhân vật khác. Chạy thử này. Nhấn vào đây này. Nhấn nút. Xong rồi đấy, vừa chạy xong cái này theo nào, đây có một không, thế là nó 3 con đấy nhá. Tôi kéo thời gian này, 1 con này, 2 con này, 3 con, và con gốc gốc là 4, đúng không?
Nhảy hai lần thì sao nhỉ? Thì nhiều quá, tôi thấy đấy nhiều quá, nhảy hai lần thì sao? Thì 6. 6 con rồi. 1 2 3 4 5. Thế là 7 con đúng không? Được, chúng ta sẽ tìm hiểu sau cái này nhé. Tôi làm lại cho các bạn cho dễ nhé. Xóa đi này, vào từ đầu này. Rồi tôi bỏ cái này ra. Thế này nhá. Đây là gốc cái này, nhánh này. Một con này, đấy. Nhánh lên nữa này. Hai chơi xong. Đây gì? À đây đúng không nào? Nhá. Thì ở đây các bạn thấy như đây là các bạn thấy là trên màn hình có mấy mấy con nhỉ? Có ba con mèo, chúng ta thấy con nào? Trong ba con này này thì có một con là gốc, còn hai con khác là phân thân của con gốc đó. Đó, chúng ta hiểu chúng ta có một tô không thật nhé, và tạo hai tô không khác giống hệt mình. Mà các bạn thấy không, là chúng ta bằng mắt thường chúng ta không thể biết được là con nào là con gốc, con nào là con phân thân, rất là khó biết vì nó giống hệt nhau mà. Khi tạo ra dùng lệnh là create clone of myself, thì đây là cái lệnh mà nó tạo ra một cái nhân nhân vật clone giống hệt mình, và không thể biết được là nó là nó là nó khác mình chỗ nào không biết được. Đấy, có thể như vậy rất là khó, nhưng dễ như vậy là lập trình để mà điều khiển từng từng clone một là rất là khó đấy. Đó, nhưng mà chúng ta bình tĩnh chúng ta học là ta sẽ biết thôi, dần cho các bạn sẽ học và sẽ hiểu dần ra, và lúc đó các bạn sẽ cảm thấy là à, lập trình điều khiển clone cũng không phải là khó lắm, rất là dễ, rất là thích. Khi chúng ta có clone rồi, chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều kịch bản khác nhau, rất nhiều trình khác nhau, rất là hay. Các bạn đã từng xem cái chương trình đúng không nào? Ví dụ như chương trình là ở trên trời rơi xuống có cái quả táo như này này, và chúng ta phải hứng cái lấy cái rổ ta hứng cái quả táo. Thì như vậy là thì làm sao là sao có nhiều nhân vật táo thế? À, vậy sẽ là có một quả táo thôi, nhưng mà chúng ta tạo ra các clone của quả táo khác và rơi xuống, chúng ta phải hứng hứng đó là hứng cái clone thôi, không phải là quả táo thật. Đó, thế đây cũng vậy, đây là chỉ có ba con mèo. Rồi, như vậy là cái lệnh là cho nhớ nhé, lệnh create clone là lệnh là tạo ra, mà lệnh dùng để tạo ra từ nhân vật gốc tạo ra các cái clone của mình. Chúng ta chạy hai lần thì nó tạo ra hai clone, chạy ba lần thì nó tạo ra ba clone, và chạy n lần thì tạo ra n clone. Rồi, thế bây giờ chúng ta học này, chúng ta điều khiển cái clone này là như thế nào nhé. Thì như thế này nào luôn, nó có một lệnh riêng để mà áp dụng cho cái clone này, lệnh này nó có một cái lệnh, chúng ta vào cái chỗ là control và nó có cái lệnh này đây, cái lệnh mà trên nó tròn tròn này, đây là cái lệnh đầu tiên, là cái lệnh mà như là một cái event đấy, là lệnh đầu tiên là lệnh này là when I start as a clone, tức là gì, khi mà lệnh này là gì, là bên dưới của nó là những cái lệnh khác nhau. Phía dưới thì cái nhóm lệnh dưới này này là nó áp dụng cho clone khi mà được được tạo ra. Để tôi làm thầy làm thử nhé. Đây. Bây giờ thầy cho con này này, thầy tạo ra một cái lệnh là như sau, ví dụ là lại cái lệnh là repeat 10 lần. Và di chuyển về phía trước là 10. Nếu gặp cạnh thì quay lại, ví dụ gặp lệnh đó nhé. Nếu gặp cạnh thì quay lại lệnh nào đâu? Đây. Đó. Thì cho nó lệnh nữa là cho nó quay về mấy hướng đó để cho nó ấy nhá. Là cho cái lệnh là đâu, lệnh một point in direction, lệnh hướng về một hướng nào đó. Đây, cho lên trên cùng đây nhé. Và 90 độ thì cho nó hướng về một cái hướng là ngẫu nhiên đi, thì để như này, đây. Về một cái hướng ngẫu nhiên từ 0 cho đến 360 độ. Đấy. Thì đây là cái nhóm lệnh này, là nhóm lệnh mà ta để vào đây khi chạy cái này này là nó áp dụng cho các clone. Cái lệnh này này, lệnh này cái nhóm lệnh này này là nhóm lệnh mà không áp dụng cho con vật mẹ và chỉ áp dụng cho clone thôi. Bây giờ chạy cái này nhé. Thì trên màn hình này này, các bạn thấy tôi sẽ có hai con chạy thôi, là hai clone chạy, còn một con gốc con mẹ là nó không chạy. Được chưa? Làm thử nhé, chạy thử này. À, bây giờ thì thầy không để lại, bây giờ thầy để như này. 10 lần ít quá, thầy để như này. Thầy để cho nó là
đâu, để cho nó là, để cho nó là chuyển động vô hạn đi, vô hạn nhé, vô hạn, chuyển động vĩnh viễn. Đây có ba người nữa. Rồi, bấm vào đây này nhé. Ơ, ờ, con thân này không chạy à? Được. Bìa là cái này thì ta thì hiểu sau, nhưng chắc là vì là do cái, nó, cái này nó áp dụng vào cái con này. Con này nó không áp dụng. Thôi bây giờ tôi làm thử nhé. Bìa thầy tắt đây. Khi mà thầy bấm vào đây là tắt đây. Thì clone nó sẽ tự xóa đi. Đấy. À, cái lệnh này là lại áp dụng mà coi con vật mẹ thôi được. Thế được, ta sẽ hiểu sau cái này. Thôi thì làm như này cho yên tâm nhé. Bây giờ thì làm luôn hẳn chương trình đi. Xin lỗi cho các bạn thấy lên tôi vào đây. Đây. Bây giờ như này. Bắt đầu chương trình đây. Thầy sẽ lặp hai lần. Đâu rồi? Thì vào control thì vào repeat hai lần. Hai lần nhé. Đây. Thì để hành trình này. Thì sao nhỉ? Đây nhá. À đây chỉ ban đầu là ta có bài dùng này. Thì đây là cái lệnh mà khi chúng ta bắt đầu khi bấm vào nút là bấm vào lá cờ này thì nó cái con vật mẹ này. Khi mà ban đầu nó chỉ có một con vật thôi, chính là cái đây là con vật gốc nhá. Khi chúng ta nhấn vào lá cờ thì con vật gốc này sẽ lặp hai lần cái lệnh này. Tức là nó tạo ra hai clone khác ngoài nó ra. Còn cái lệnh này là cái sự kiện này là cái lệnh sự kiện áp dụng cho các clone khi mới tạo ra thì nó sẽ theo cái này. Được chưa? Để mình ta làm thử chạy thử nhé. Đúng vào đây này. Đấy. Có thấy không? Hai con thân được tạo ra sẽ chuyển động ngẫu nhiên trên màn hình. Còn con vật mẹ thì đứng im tại chỗ. Có thấy không nào? Vậy sẽ ra là đây chính là con vật mẹ này. Vật mẹ này, còn đây là hai con vật clone khác. Thấy không nào? Như vậy là để phân biệt được là đâu là con vật mẹ, đâu là con vật clone thì chúng ta biết cái này. Đây là cái sự kiện áp dụng cho nhân vật là clone nhé. Vật là clone. Đó. Được chưa? Đấy. Thì khi mà chúng ta làm các chương trình cụ thể thì ta làm như sau này. Ví dụ tôi muốn ví dụ như là để phân biệt giữa nhân vật gốc và nhân vật clone, tôi làm như sau này. Thông thường khi chúng ta cần phải xử lý một chương trình có nhiều nhân vật clone khác nhau thì thông thường chúng ta sẽ giấu nhân vật mẹ đi, ẩn nhân vật mẹ đi. Nhân vật mẹ chỉ có tác dụng là hiện ra để tạo clone, sau đó là ẩn đi và trên màn hình thì còn lại là toàn clone thôi và chương trình sẽ điều khiển clone đó. Ví dụ bài này nhé. Bài này ta làm như sau này. Ví dụ ta trở lại cái bài số 1 nhé của chúng ta này. Chúng ta sẽ làm như sau. Cái bản là như sau. Cái bản là nhân vật mẹ đầu tiên xuất hiện trên màn hình và sinh ra 3 clone khác trên màn hình. Sau đó nhân vật mẹ ẩn đi và 3 con vật này sẽ chuyển động ngẫu nhiên trên màn hình và khi gặp cạnh thì kêu meo meo. Được chưa? Đó, đó là bài tập của chúng ta là như vậy. Làm thử nhá. Đây, nhân vật mẹ đây. Nhân vật mẹ mà áp dụng ở đây. Yes. Khi bắt đầu chương trình chúng ta cho nó hiện ra. Dùng lệnh là hiện ra, show, hiện ra và nó tạo ra là 3 clone, đây 3 clone, tạo xong 3 clone thì nó làm sao, nó ẩn đi, 2 ẩn đi, đó, nhân vật mẹ sẽ ẩn đi, còn bên này là chương trình điều khiển cho từng clone một, thì nó giống nhau là nó sẽ xoay về một cái hướng bất kỳ và di chuyển về phía trước là 10 bước liên tục như vậy. Gặp cạnh thì quay lại. Chúng ta thêm lệnh nữa là nếu gặp cạnh thì kêu meo meo. Chúng ta thêm lệnh nữa vào đây nhé. Là chúng ta đây if. Chúng ta đưa lệnh if vào bên trong cái này. Đấy. If nếu gặp cạnh, chúng ta dùng lệnh cảm biến. Rồi là vào sensing nếu mà touching. Nếu mà tiếp xúc với cạnh thì kêu meo meo. Chúng ta dùng lệnh chúng ta đây, kêu meo meo. Đó. Thì đây là cái đoạn chương trình mô tả cho một clone nhưng mà áp dụng cho tất cả mọi clone trên màn hình là giống nhau nhé. Và như sau này, tức là mỗi clone khi tạo ra là tạo clone này
khi clone nó tạo ra thì nó sẽ hướng về một hướng ngẫu nhiên và di chuyển vĩnh viễn về phía trước 10 bước, quạnh thì quay lại, nếu mà quạnh thì kêu meo meo. Chúng ta chạy thử chương trình này nhá. Bấm vào đây này. Đấy. Trên màn hình chỉ có 3 con thôi. Có 3 con thôi vì sao? Là vì gì? Có 3 con thôi là vì sao? Vì là nhân vật mẹ đã ẩn đi rồi. Như vậy chỉ có 3 clone thôi. Được chưa nào? Các bạn đã hiểu chưa? Thôi bây giờ tôi bỏ ra nhé để cho nó khỏi kêu. Đây. Chạy đây, được chưa? Đó. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ đây là bài số 1 nhá. Bây giờ thầy ghi đây là bài số 1 để cho chúng ta hình dung. Đây là cái bài đầu tiên nói về clone. Chúng ta sẽ ghi lại. Chúng ta sẽ save lại trong cái bài của chúng ta. Đây thầy đã ghi, thầy đã tạo ra một cái lesson 1 đây rồi. Đây là bài đầu tiên của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ làm cái bài này thì các bạn thấy chúng ta có thể tạo ra nhiều clone không tùy ý. Và chúng chuyển động tùy chúng ta lựa chọn bằng cái lệnh này, bằng cái điều khiển là when I start as a clone. Được chưa? Thế việc thì muốn cho nó hay hơn một tí nhé. Ba con mèo nó giống nhau quá, mình làm thế nào để cho nó khác nhau bây giờ? Đây cho làm bài thứ hai. Bây giờ tôi làm bài thứ hai cho thay con mèo bằng quả bóng. Quả bóng thì nó rất hay là nó có thể có nhiều hình ảnh, nhiều hình dạng, nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra trên màn hình là 20 quả bóng hay 10 quả bóng. Và nó di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Được chưa? Và con bóng quả này là có màu sắc là ngẫu nhiên là khác nhau, rất là hay. Và chúng ta sẽ điều khiển nó như là các clone. Nhân vật mẹ sẽ ẩn đi. Rồi, chúng ta làm xong bài số 2. Chúng ta new một cái bài số 2 để mô tả cái clone. Rồi, ta làm nhá. Bây giờ các bạn xóa cái con này đi và chúng ta sẽ tạo đây quả bóng này. Quả bóng là chúng ta thấy nó có nhiều, nó có 5 hay là nó có 5 cái trang phục khác nhau, rất đa dạng. Rồi, bây giờ làm chương trình nhé. Đầu bài sau là chúng ta tạo trên màn hình là 10 quả bóng với màu sắc khác nhau ngẫu nhiên và di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Được chưa? Ngẫu nhiên trên màn hình và góc cạnh thì quay lại, nhưng vật mẹ sẽ mất đi. Và quả bóng nó sẽ di chuyển một cách là ngẫu nhiên như vậy. Được chưa? Rồi chúng ta làm như thử nhé. Các bạn đã rõ chưa? Chúng ta không hiểu các bạn thì hỏi thầy luôn nhé. Chúng ta đang học cái phần là rất là cơ bản, là cái phần chúng ta là làm cách tạo ra các clone và cách điều khiển các clone trên màn hình. Rất quan trọng. Rồi, bây giờ chúng ta làm thử bài này này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chương trình chính này là ở đây đúng không? Đây, bài chương trình chính đây. Nhân vật mẹ. Ban đầu chúng ta cho nó hiện lên. Để phòng vì có thể lần trước nó sẽ ẩn đi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó hiện ra. Hiện ra và dùng để sinh ra. Cho nên nó tạo ra 10 clone. Tạo xong thì nó sẽ ẩn đi. Để sẵn đây nhé. Rồi, chúng ta dùng cái lệnh là này. Chúng ta repeat 10 con. Rồi, chúng ta tạo ra 10 clone. Dùng vào nhóm là lệnh control. Và vào cái lệnh là đây. Create a clone. Clone of myself ở đây nhé. Nhưng mà nếu như này hình dạng là lúc thế. Nếu mà để như này thì tôi sẽ tạo ra con cái quả bóng này là giống nhau. Vì tôi muốn là các thay đổi hình dạng ở lúc thế. Sao? Cái gì? Em nói cho nó gì? Bác nghe không rõ nhỉ? Bác muốn cho nó lại thế nào? Ở đây nhé, để nó để như này thì là nó sẽ tạo ra là 10 clone là giống hệt nhau. Bây giờ là bác muốn là 10 clone là một khác nhau làm như nào? Làm như này thì trước khi mà tạo clone thì nhân vật mẹ là đổi sắc màu đi, dùng lệnh này. Dùng cái lệnh là next costume đi để làm trước đây. Như vậy là nên cái lệnh nào dùng cho nhân vật mẹ nhé, là mỗi khi mà chuẩn bị tạo clone thì nhân vật mẹ là chuyển sang trang phục sau. Đó, thì cái làm đó nó sẽ tạo ra là các cái clone có cái hình dạng khác nhau. Đó. Đây. Vì clone là nó có thể thay đổi trang phục, được chưa? Như thế này. Đó.
Cho nên là nó như thế này. Bây giờ tôi sẽ thầy sẽ điều khiển các clone nhá. Tôi vào cái chỗ này và ta gọi cái lệnh là gọi cái lệnh này này. Đấy. Giờ luôn nhớ nhé. Cái lệnh tạo thì thông thường là cái con nhân vật gốc tạo ra, còn chạy là chạy cái lệnh này. Đây là cái lệnh để điều khiển nhân vật clone nó làm như nào, chạy như nào, và chính là chỗ này. Đây. Nếu nhân vật là đây là lệnh mà điều khiển khi clone được tạo ra, thầy sẽ cho nó chuyển về xoay về hướng ngẫu nhiên. Đây, point in direction nhé. Ngẫu nhiên là như thế này. Ngẫu nhiên là ta vào đây và chọn cái đây, chọn cái chức năng này, quay về hướng ngẫu nhiên từ 1 đến 3, 60 chẳng hạn. Đấy nhé. Và cho nó vào cái vòng lọc vĩnh viễn như thế này. Đã biết rồi. Đó. Và cho nó chuyển động. Để 10 các để 5 cho nó ngắn lại, cho nó ngắn lại, mà nếu góc cạnh thì quay lại. Đâu, đúng lệnh gì? Đây. Nghe ta làm thử nhé, chạy chạy thử này. Đây. Đấy, bạn thấy không? Chúng ta tạo ra là 10 clone, và khi chúng tạo ra thì có nhân vật mẹ là đã được thay đổi trang phục, cho nên là các nhân vật con này là nó cũng clone này là nó có màu khác nhau và nó di chuyển một cách ngẫu nhiên trên màn hình, được chưa? Nếu chúng ta muốn cho nó chuyển động vận tốc là ngẫu nhiên thì còn hay nữa, ta để như thế này, ta để ở đây là đây này, vận tốc ở đây để nó là ngẫu nhiên từ 1 đến 10 thì còn hay nữa. Đó, chạy lại nhé. Đấy, quan chú ý là khi mà dừng chương trình thì tất cả nhân vật clone là mất đi hết, được chưa? Rồi, bấm vào đây, chạy lại, thấy không nào? Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta đã hiểu chưa? Chúng ta hiểu cái lệnh là thế nào là tạo ra một clone, và thế nào là cái lệnh cơ bản nhất là điều khiển clone chuyển động. Điều khiển trực tiếp một clone dùng cái lệnh là dùng cái nhóm lệnh là nằm trong cái lệnh là sự kiện là when I start as a clone nhá. Đây này, khi tôi lệnh này chỉ áp dụng cho clone thôi, không áp dụng cho nhân vật mẹ, nhân vật gốc. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khi mà chúng ta mà bấm vào kết thúc chương trình thì tất cả clone là dừng, là mất đi. Nhưng giả sử chúng ta muốn nó đang chạy mà chúng ta muốn dừng muốn hủy một clone thì làm như nào? Lệnh này. Thế đây là cái lệnh mà để đây là cái lệnh tạo clone là lệnh này. Còn lệnh này là lệnh là xóa một clone đi. Delete một clone là xóa clone. Lệnh này áp dụng cho từng clone một nhá. Rồi thế bây giờ thầy phải viết chương trình này. Nếu mà chúng ta mà nháy lên một clone thì nó sẽ xóa đi, thì làm như nào? Thì chúng ta phải hiểu thêm một chút nữa nhé. Ở đây bây giờ cái lệnh này là vì nó bắt đầu, cho nên cái là khi chúng ta nháy vào cái lệnh thì nó sẽ áp dụng lên, nó sẽ tác động lên nhân vật gốc. Còn cái lệnh này, lệnh sự kiện này này là nó chỉ áp dụng lên cho các clone thôi, không cho nhân vật mẹ, được chưa? Chúng ta hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta thì hiểu sâu hơn nhé. Khi mà chúng ta mà có một sự kiện bên ngoài tác động thì lệnh nào sẽ, lệnh đó sẽ ảnh hưởng đến nhân vật nào? Đây, giả sử chúng ta vào cái lệnh event và cái lệnh là đây là when this sprite click. Đó. Thì đây là cái lệnh sự kiện khi chúng ta nhân vật, được chưa? Thì đây là cái lệnh nó sẽ tác dụng lên cái nhân vật nào mà chúng ta đang nháy lên. Đó. Khi chúng ta nháy lên một cái nhân vật, nháy lên một cái clone thì lệnh này sẽ tác dụng này. Đó, như vậy lệnh này sẽ áp dụng cho từng clone một nhé, từng nhân vật một, áp dụng cho cả clone, cho cả nhân vật mẹ, nhân vật gốc đấy nhá. Đấy. Khi chúng ta nháy lên một cái con quả bóng này thì chúng ta sẽ cho nó kêu một tiếng pop, cho nó kêu một tiếng
đến nó tiếng gì, tiếng bong bong à? Boing. Chúng ta tìm cái nhân vật là pop đi. À, pop. Pop xong thì chúng ta xóa clone đi. Đây, bấm vào đây. Chúng ta dùng đến này. Và chúng ta Tôi rất đây, xóa delete nhé. Đấy, xóa clone đi. Như vậy là cái lệnh này đã dùng được nhé. Vì sao? Vì là khi mà chúng ta nháy nháy chuột lên một nhân vật. Cụ thể ở đây là trên mình này là chỉ có clone nên không có nhân vật mẹ đã ẩn đi rồi. Khi mà nháy lên một cái bóng, tức là nháy lên một clone thì chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình này này, và chúng ta sẽ cho nó kêu một tiếng và sau nó sẽ xóa đi. Làm thử nhá. Nháy này. Đấy, thấy như đấy. Ôi, nhảy nhanh quá. Đấy. Thấy chưa nào? Xong đó, thế các bạn thấy như vậy là thầy đã vừa mới làm xong một cái chương trình này là cho nó tạo ra 10 quả bóng nhé, là 10 clone, và chúng ta sẽ nhấc chuột lên lên thì nó sẽ cứ pop và nó sẽ ẩn đi, được chưa? Và bây giờ chúng ta có thể biến chương trình này thành một trò chơi đơn giản được rồi. Bây giờ cái bài này chúng ta thầy lưu lại thành cái bài số 2 đã, đúng không? Thì bài số 2 này chúng ta lưu lại, chúng ta nhớ rồi. Và chúng ta sẽ sửa cái bài này nhé, sửa thành một cái trò chơi đơn giản là như sau. Là khi bắt đầu chương trình thì phần mềm sẽ tạo ra là 10 quả bóng và di chuyển ngẫu nhiên chậm chậm trên màn hình, và đồng hồ thời gian bắt đầu đếm. Nhiệm vụ chúng ta là nháy chuột nhanh lên quả bóng, và nháy lên quả bóng nào thì kêu pop lên một tiếng và nó sẽ ẩn đi, và nó ẩn đi. Khi chúng ta nháy xong 10 quả bóng thì là chương trình kết thúc, và đồng hồ sẽ báo là chúng ta mất thời gian chơi là bao nhiêu thời gian. Nếu mà chúng ta chơi mà vượt ra lần nhanh nhất thì chúng ta rất là giỏi dùng dùng chuột. Đây chính là bài tập về luyện tập dùng chuột đây, được chưa? Thì thầy sẽ sửa bài này thành cái trò chơi là luyện tập chuột, nháy chuột nhanh, được chưa? Hình như vậy thôi. Và chúng ta sẽ sửa, một số bạn bè vẫn đang vào. Ồ, không phải. Rồi, được chưa? Bây giờ sửa vào đây nhé. Sửa này là như sau: khi bắt đầu vào trò chơi thì đồng hồ thời gian bắt đầu đếm, đếm, và khi mà kết thúc trò chơi thì đồng hồ sẽ dừng lại. Và khi ta nhanh 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 chuột xong, tức là trò chơi kết thúc, thì ai là người chơi nhanh nhất thì chỉ là người đó là giỏi nhé. Chúng ta sửa cái này thành một cái game hoàn chỉnh, là cái chương trình đầu tiên dùng clone. Được rồi, chúng ta vẫn nguyên như này nhé, và chúng ta sửa một chút thôi, vì chúng ta thêm vào thăm biến là chúng ta thêm Hai biến đây ơi, thêm bao nhiêu biến nào? hai biến á, Hai biến, biến gì và biến gì nhỉ? Biến biến gì nào? Ai ai nói nào? Biến thời gian đúng không, để đo hai biến đồ thời gian, và biến gì nữa? biến điểm Và biến để đếm xem biến đêm là còn bao nhiêu quả bóng, đúng không? Khi quả bóng mà hết rồi vâng. thì người ta dừng lại. Nhưng chúng ta sẽ tạo ra là hai biến nhớ, được chưa? Đây, chúng ta tạo ra hai biến nhớ, chúng ta bấm vào đây nhá. Biến nhớ đầu tiên là đặt là như là time, mà là biến đếm thôi, đếm thời gian. Biến này sẽ hiện trên màn hình đây. À, khi chúng ta nháy nháy chuột mà hủy tất cả quả bóng xong thì thời gian sẽ dừng lại. Ai là thắng ít nhất thì người đó là thắng, được chưa? Ok, như vậy đây là biến thời gian. Biến thứ hai là cái biến mà ẩn đi, nhưng mà dùng để chúng ta sẽ được kiểm soát cái việc đếm. Biến thứ hai thì là tên là biến là số bóng chẳng hạn, Bồ số bóng đúng không? Ví dụ để dùng từ khác cũng được. Biến này để kiểm soát thì kiểm soát sẽ thế nào? Số bóng bằng không thì dừng lại. Ban đầu thì số bóng bằng 10 đúng không? Là ta ẩn số bóng ta không có gì lên rồi, được chưa? Đấy, thì làm như sau nhé. Đầu tiên thầy sẽ gán đầu tiên này, đầu tiên là cái gán Tam về tết số bóng đó. số bóng là được gán bằng 10 đúng không? Bằng 10 thầy để ở đây, thầy để ở đây nhá.
Để ở đây nhé. Rồi, bằng 10. Được chưa? Và ở đây có thể viết đây là đây này, repeat số bóng này, bắt đầu chưa? Đấy, số bóng ở đây nhé. Rồi, tiếp theo này. Thầy bắt đầu làm cái chương trình là để đến khi bắt đầu chơi, khi bắt đầu chơi thì thời gian bắt đầu đến. Rồi, thầy làm cái lệnh khác nhé. Đây, để đây nhé cho tiện nhé. Mở ra làm một chương trình để kiểm soát thời gian. Đây, em muốn hỏi ạ. Thời gian đây thì nói luôn này, về mặt thông thường cái tham biến cái thời gian ấy chung của hệ thống thì chúng ta không nên để ở trong cùng một cửa sổ với quả bóng nhé. Đây là cái lời khuyên của thầy với các bạn thôi, làm cho nó chúng ta dễ hơn. Cho nên là theo thầy thì cái đoạn chương trình mà điều khiển thời gian chạy thì nên để ở đâu, nên để ở sân khấu. Sân khấu là cái nơi như vậy, được chưa? Đó. Nhé. Rồi thì làm như thế, bên này. Sang bên này nhé. Đó. Bên này nhá. Khi bắt đầu chơi này. Khi bắt đầu vào chơi thì chúng ta sẽ làm cái việc là chúng ta bắt đầu kiểm soát khi kiểm soát nhá. Đây thì thật ra đúng ra là cái lệnh này không nên để ở bên bóng. Lệnh số bóng này. Ông này ta sẽ để sang bên sân khấu. Còn cái này nó vẫn để ở đây. Ở đây là đây sẽ để là 10. Thì nhớ để sang sân khấu này. Đây nhá. Đầu tiên này sân khấu này là đầu tiên chúng ta đặt khi bắt đầu chương trình nhé. Chúng ta đặt là gì, là thời đặt cái biến số là thời gian là 0. Không, đúng không nào? Là không. Sau đó đặt kia mà xếp số bóng, đây, số bóng trước là 10, đặt xếp bằng 0. Để bắt đầu đếm. Cho vào đếm mà chúng ta tăng thời gian lên. Đây cho dùng này, chúng ta dùng cái lệnh là repeat. Đó, dùng vào lệnh này này. Các bạn chú ý nhé, đây là đoạn chương trình nằm ở trong sân khấu, là nơi kiểm soát chung hệ thống, kiểm soát thời gian chạy của chương trình, rất quan trọng nhé. À, tất cả những cái đoạn chương trình mà điều khiển chung hệ thống thì các bạn nên đưa ra sân khấu, không nên đưa vào từng nhân vật một, nó rất là khó kiểm soát cho chúng ta. Đó, đó là kinh nghiệm riêng của thầy đấy nhá. Đây cái này chúng ta số bóng bằng 10 này và set time bằng 0 này, sau đó chúng ta dùng cái lệnh là để đếm thời gian, chúng ta dùng lệnh là repeat until. Đây này này, chúng ta sẽ là repeat until. Repeat cái gì? Thời gian chạy, đúng không? Đây, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là chúng ta wait một đơn vị và chúng ta tăng thời gian lên một đơn vị, change một đơn vị, được chưa? Đó, đây chính là lệnh đếm rồi. Đếm này, chờ một giây và tăng thời gian lên một đơn vị nhé. Đếm khi nào? Đếm cho đến khi mà số bóng này bằng không thì dừng lại. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta vào cái chỗ này, đây, vào cái này. À, khi mà số bóng đây, khi người dùng nháy số bóng nó về không là hết bóng rồi thì dừng lại. Đây chế độ chương trình là ta là tăng thời đếm đếm thời gian cho của người chơi và cái việc đếm đó dừng lại khi mà người dùng nháy xong nó hủy hết cả bóng đi, tức là người dùng là nháy đủ 10 quả bóng nhé. Rồi bây giờ chúng ta quay lại quả bóng nhá. Ở đây này, chúng ta sẽ phải lệnh khi mà người dùng nháy đúng quả bóng kêu stop, kêu pop và chúng ta sẽ phải trừ đi số bóng như một đơn vị. Chúng ta dùng lệnh là change số bóng by 1 là ta giảm số bóng đi một đơn vị. Ta đưa nó vào đây này. Quá này. Đó. Vậy ta nháy vào quả bóng nó giảm đi cho đến khi nào bằng không thì chương trình dừng lại. Đó, dừng lại. Đi ta chạy thử nhé. Đây. Phóng to lên này. Nào chạy thử nhé. Đấy. Được chưa? Đi ta nháy nhé. Thời gian đếm này, bạn thấy đếm là 3 nhé. Ai nháy nhanh được thì người thắng nhé. Ai mà chậm thì người ấy thua là lâu. Thời gian chơi càng nhanh càng tốt. Thời gian vẫn đang chạy nhé, 14 giây, 15 giây rồi đấy.
Vậy khi chúng ta nháy hết thì thời gian dừng lại là 19 giây. Vậy mà bài này tôi vừa chơi xong với tốc độ là 19 giây. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Đã như vậy vừa mới xong là một cái trò chơi game nhé. Game này thầy sẽ sửa lại, thầy save lại thành bài số B3 của hôm nay. B3 nhé, B3 làm cái game hoàn chỉnh dùng clone. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Đó, như vậy là chúng ta mới học được có nửa tiếng đồng hồ và chúng ta đã biết được sơ sơ là cái chúng ta biết được cách chúng ta tạo ra được một clone mà chúng ta có thể điều khiển được cái clone đó nhé. Được chưa? Mọi người đã hiểu không? Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ đi sâu hơn một chút nữa nhé. Sâu một chút nữa. Bây giờ thầy muốn điều khiển đến từng từng clone một thì làm thế nào? Bây giờ tôi muốn tìm hiểu sâu hơn một chút nữa thì có làm được không và làm như thế nào? Đấy, thì bây giờ thầy làm cái bài như này nhé. Bây giờ thầy tạo ra ba con mèo. Một con mèo đây, bây giờ thầy new một cái chương trình mà thầy làm cái bài tập như sau để chúng ta hình dung nhé. Đây. Điều con mèo này này, thầy sẽ tạo ra ba con mèo. Và thầy muốn được tạo ra ba clone. Một con mèo màu vàng, một con mèo màu đỏ, một con mèo màu xanh. Và thầy muốn là làm sao để có thể điều khiển, thầy muốn là thầy bấm số 1 thì con mèo màu vàng kêu meo meo, thầy bấm số 2 thì con mèo màu đỏ kêu meo meo, thầy bấm số 3 thì con mèo màu xanh kêu meo meo. Thầy muốn điều khiển riêng từ con một, có điều khiển được không? Đó, thì đấy là bài tập nhé. Bây giờ ta sang phần 2 của buổi hôm nay là chúng ta làm sao mà ta điều khiển từng clone một. Đây là phần khó nhất của clone đấy. Đây là chỗ mà rất nhiều các bạn này, mình thật biết là nhiều các bạn học sinh ý là không hiểu chỗ này, là rất lúng túng khi chúng ta muốn điều khiển riêng rẽ từng clone một, rất là khó. Mà trong thực tế, trong các trò chơi, các cái game là rất nhiều cái kịch bản là ta cần phải điều khiển đến từng con một. Đấy. Bạn thấy không nào? Như vừa rồi là cái cuộc thi tin học trẻ vừa rồi, cái bài chung kết ấy, thi chung kết rồi là có cái trò chơi là ta thả xuống các cái chữ mà chúng ta ghép chữ vào nó thành cái chữ thì ta thắng ấy. Thì như vậy ta phải điều khiển từng cái clone một, đâu là chữ A, đâu là chữ B, đâu là chữ C, chúng ta ghép lại thành hình từ tiếng Anh. Biết làm được hơn nhé. Bây giờ thầy sẽ tạo ra ba cái trang phục cho con mèo này. Và ta tạo ra ba clone ứng ba trang phục. Thì thầy xóa cái này nhé. Đây là con một này. Thì bấm chuột phải chọn là duplicate này. Con thứ hai là vậy, có ba con nhá. Con một thì để màu vàng nhá. Con số hai thầy sẽ dùng cái lệnh này, thầy sẽ chọn màu đỏ và thầy sẽ chuyển sang màu đỏ. Được chưa? Rồi màu đỏ rồi đúng không? Đây lại là tô màu này, màu đỏ nhé, màu đỏ. Đấy, con thứ hai là màu đỏ. Con số 3, thầy sẽ chọn cái mà thành màu xanh đi, chọn màu xanh lá cây, quá đẹp luôn. Này dùng cái này, xanh lá cây xanh, nhá. Đấy. Rồi, thì đặt tên nhé. Con số 1 này, đặt tên nó là vàng, còn là con kêu màu mèo vàng. Cái mèo vàng. Con số 2 thì đặt tên là con mèo đỏ nhé, mèo đỏ. Con số 3 là con mèo xanh. Được chưa? Thế bây giờ thầy làm thế nào? Bây giờ thầy tạo cái này. Bây giờ như sau nhé. Đây con mèo bắt đầu quan trọng. Bây giờ thầy lập một đoạn hình ngắn đây để ta làm ngay nhé. Đây là cái chương trình là ta sẽ tạo ra con vật gốc. Nó sẽ tạo ra ba nhân vật. Nhân vật 1 là con mèo đỏ vàng, nhân vật 2 là con mèo đỏ, nhân vật 3 là mèo xanh và nhân vật mẹ nó sẽ ẩn đi. Trên màn hình còn lại có 3 con thôi. Đây, rồi, sẽ làm thử nhé, sẽ làm thử đây. Sẽ làm như mọi người như lại chúng ta vào lệnh này, chúng ta đầu tiên chúng ta vào chúng ta show lên. Và chúng ta sẽ repeat 3 lần. Sau đó chúng ta sẽ như sao nhỉ? Chúng ta sẽ ví dụ thôi, chúng ta sẽ dùng lệnh là next costume như thế này, ví dụ thôi,
sao chúng ta tôi sẽ thầy sẽ nói kỹ hơn về sau, nhưng trong lát nữa nhưng bây giờ để mô tả chung đã, thầy sẽ tạo ra ba cái clone, sau đó thầy sẽ con vật mẹ sẽ ẩn đi, con vật mẹ là mình không. Chúng ta chú ý nhé, trong cái bài tập mà liên quan mà điều khiển clone ý, thì thông thường nhân vật gốc sẽ bị ẩn đi, chúng ta sẽ trên hình chúng ta chỉ toàn là nhân vật clone thôi, và chúng ta sẽ điều khiển các clone này. Bài trước thì dễ, bài này khó hơn một chút, ẩn đi. Rồi đi chạy thử nhá, bấm lên chạy thử này, xong đấy chúng ta thấy trên hình là có một xanh một đỏ một vàng, cả ba con này đều là clone cả, được chưa? Nhưng mình làm thế nào để biết được là mình thấy muốn là thầy bấm vào đây, nháy vào đây thì con này nó sẽ báo là tôi là mèo vàng, meo meo, bấm lên báo tôi là mèo đỏ, bấm lên nó báo là tôi là mèo xanh, làm được không? Bây giờ làm này, tôi làm sự kiện tôi, bây giờ tôi nháy nháy khi tôi nháy lên một cái sprite cho con mèo nhé, thì cho mèo nó sẽ kêu meo meo. Đây chạy thử này, chạy thử nhé, bấm vào đây này. Nháy này đấy, như là đây 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 là chương trình mà điều khiển người ta nháy lên một con mèo thì nó sẽ meo meo, được chưa? Rồi cái meo thì hiểu rồi, nhưng mà làm thế nào mà để mà khi thầy bấm vào đây này thì nó phải báo là tôi là mèo vàng đây, bấm vào đây nó báo là tôi là mèo đỏ đây, bấm vào đây tôi là mèo xanh đây, có làm được không nhỉ? Liệu có làm được không? Đấy, chỗ này là chỗ hôm nay bài bài hôm nay tâm thầy muốn nhấn mạnh chỗ này nhé, chỗ này là chỗ khó đây, là chỗ khó nhất của bài hôm nay đây. Chúng ta có thể điều khiển riêng rẽ từng clone một không? Điều khiển được. Điều khiển đó thông qua cái gì? Đây, thông qua cái này nhé các bạn chú ý này, thông qua khái niệm là biến nhớ riêng của clone. Chúng ta biết rằng là trong cái lệnh tạo clone ấy, là tạo biến nhớ ấy, nó có hai cái kiểu biến nhớ, là biến nhớ chung for all sprite và biến nhớ riêng. Thì chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy là cái biến nhớ chung ấy thì ta biết rồi, chúng ta làm quen rồi, là chúng ta học biến nhớ là tạo ra biến nhớ dùng cho mọi dùng chung cho tất cả các nhân vật, được chưa? Loại thứ hai chúng ta chưa biết. Loại thứ hai là cái gì? Đây là loại thứ hai mà biến nhớ chỉ dùng riêng cho từng nhân vật thôi. Thì biến nhớ này này là hay rất hay dùng cho rất hay dùng cho clone, để nó phân biệt clone này với clone khác. Cái biến nhớ này là dùng để phân biệt giữa cái cùng con vật cả, thì cái clone 1, clone 2, clone 3 là cái gì? Với bài này của chúng ta đây thì cho là ta tặng là clone clone 1 là mèo vàng, clone 2 là mèo đỏ, clone 3 là mèo xanh. Được chưa? Thì làm thế nào để phân biệt được? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái này nhé. Rồi. Thông thường khi mà các bạn mà làm việc với clone ấy thì nhân vật mà có clone chúng ta nên tạo ra một cái tham biến, một cái biến nhớ có tên là ID. Thông thường thì hay dùng cái từ ID. ID là để mà nhận dạng gốc ban đầu của nhân vật đó. ID để chỉ nhân vật. Nhé. Thì thông thường như này, thông thường là ID bằng 0 thì là nhân vật gì? Nhân vật gốc, nhân vật mẹ. Còn các clone là nhân vật nó sẽ là ID bằng 1, bằng 2, bằng 3. Cụ thể ở đây là gì? Cụ thể ở đây là gì? Ta sẽ quyết định là mèo vàng sẽ có là ID bằng 1. Mèo đỏ có ID bằng 2, mèo xanh có ID bằng 3 theo đúng thứ tự ở đây. Mèo vàng là số tự là 1, mèo đỏ số tự là 2, mèo xanh số tự là 3. Và chúng ta sẽ dùng cái ID đó để chúng ta xác định đâu là mèo vàng, đâu là mèo đỏ, đâu là mèo xanh, dùng biến nhớ riêng. Bạn chú ý nhá, đây là biến nhớ riêng nhé, chỗ này là chỗ mà rất là khó đây. Chỗ này là chỗ mà nếu mà các bạn mà không chú ý thì rất khó hiểu, mà thầy sẽ nói kỹ cho các bạn xem nhé. Nhưng mà chúng ta dùng cái biến nhớ riêng, nhắc lại biến nhớ riêng nhé, không phải là biến nhớ chung này, nó có chữ là sprite một thế này là biến nhớ riêng đấy nhé. Thì như vậy ẩn đi, chú ý là đừng nhầm lẫn với biến nhớ chung, phải mà muốn phân biệt được giữa clone này và clone khác bắt buộc phải là biến nhớ riêng. Rồi chúng ta tạo ra biến ID là biến riêng rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm này. Thì thông thường đây là cái lệnh này, đây là cái lệnh để tạo ra ban đầu. Thì ban đầu chúng ta bắt buộc phải gán là không, chính là nhân vật gốc là không. Bạn thấy không nào? Nhân vật gốc nhá, chúng ta đưa vào đây.
Đó, nhân vật gốc. Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau này, các bạn chú ý, các bạn cùng với tôi cho ta chú ý cùng làm nhé. Đây. Như vậy là đây là cái lệnh, đây là cái nhóm lệnh để làm việc với nhân vật gốc. Thì ban đầu thì đặt ID bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ phải tạo ra con đầu tiên cho tăng ID lên 1. Ứng với nó chính là trang phục 1. Đúng không? Tăng ID lên 2 là màu đỏ, ứng với trang phục bằng 2 đây. Tăng ID lên 3. À, nhân vật ID em sẽ bằng 3. Mình cho làm như sau. Đây, làm như sau nhé. Đây này. Chúng ta không dùng cái này nữa, chúng ta làm như sau. Chúng ta bỏ cái này ra. Và cho làm như sau này. Chúng ta sẽ change ID by 1. Đấy, tăng ID lên 1. Lặp 3 lần nhé, lặp lần 1 tăng ID lên 1, lần 2 thì lại đi lên ID bằng 2, lần 3 ID bằng 3. Được chưa? Và bây giờ chúng ta không dùng lệnh này nữa. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là switch custom to. Chúng ta không phải dùng vàng, không dùng chữ, mà ta dùng số luôn. Chúng ta vào đây, chúng ta kéo cái ID này sang này. Cho đây. Đó. Như vậy là switch chuyển trang phục về số thứ tự của ID luôn. Như vậy là với ID 1 thì nó chính là vàng. Về đây này. Đây là vàng đây này, đúng không? Với ID bằng 2 thì nó chính là đỏ. ID bằng 3 thì nó là gì? Nó là xanh. Ta để lên đây. Switch custom to ID và cho cái này lên đây. Đó. Nhưng mà đây là chỉ lệnh là tạo ra ba cái clone ứng ID là mình nhớ riêng là 1 2 3. Và sau khi mà kết thúc cái việc tạo clone, chúng ta phải gán lại ID bằng 0 để trả lại cho nhân vật mẹ. Đó, chúng ta chú ý những chỗ này là chỗ rất là khó đấy. Vì lệnh đây này, đây là cái lệnh mà làm việc với gì? Làm việc với nhân vật mẹ. Thế hỏi nhé, hỏi các bạn vì sao, các ai hiểu là vì sao ta change ID by 1 lên 1 nhé. Ta switch chuyển trang phục về 1, tạo ra clone nó lại là màu vàng. Rồi khi chúng ta tạo ra cái clone thì nó sẽ có cái trang phục đồng nhất với nhân vật mẹ. Như vậy là ở vòng lặp 1 thì nhân vật mẹ nó phải là màu vàng. Vòng lặp 2, nhân vật mẹ nó phải là màu gì? Màu đỏ. Thì tạo ra nhân vật con nó mới là đỏ. Vòng thứ 3, nhân vật mẹ nó chuyển sang màu xanh. Thì ta tạo tạo ra, ra nhân vật con, clone nó sẽ là màu xanh. Sau khi tạo xong, chúng ta phải chuyển ID của mẹ về 0. Đấy, và ẩn đi. Đó, chúng ta chạy thử này. Mỗi thế thôi, không gì cả. Nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó cho chuyện một chút cho nó hay hay nhé. Đây, chúng ta sẽ cho cái lệnh này, cho nó chuyển động đi một vài cái ở trong này nhé. Đây. Chúng ta sẽ cho cái lệnh này. Đây. Đây. Khi mà tạo ra clone thì ta cho nó chuyển động đi một chút. Chúng ta như sao, chúng ta cho nó vòng lặp cho nó khoảng 10 lần. Và cho nó chuyển, nó có hướng về một hướng bất kỳ. Hướng về mấy hướng là ngẫu nhiên bất kỳ, đúng không? Dùng lệnh này để cho nó chuyển về một hướng bất kỳ. Đấy. 360 nhé. Và repeat 10 cho nó chuyển động về phía trước khoảng là 5 bước. Góc cạnh thì quay lại. Góc cạnh đâu rồi? Quay lại. Đây. Đó. Thì sau lệnh này thì coi vào tâm chuyển động ngẫu nhiên đi. Đây chúng ta làm lại chạy thử nhé, mình chạy thử này. Đấy. Gần quá đúng không? Cho xa đây một tí đi. Chúng ta để ở đây là 50 bước, 50 vòng cho nó xa một tí. Đấy, được chưa? Đấy, như vậy ta thấy là nó thay đổi được. Đấy. Bỏ cái đây đi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy mới làm, bây giờ khó khăn đây này. Mình lập trình tiếp theo này. Mình làm lại là chuyện ở đầu này. Rồi, thế bây giờ thầy muốn như sau. Bài tập của chúng ta như sau này. Khi chúng ta nháy lên con vật là đỏ thì nó sẽ báo là, nó sẽ kêu là mèo và nó là tôi là mèo đỏ. Khi bấm vào con vật là xanh thì nó kêu là mèo mèo tôi là mèo xanh. Bấm vào con vật vàng thì nó là mèo mèo tôi là mèo vàng. Có làm được không? Đấy, thì bây giờ chúng thấy nha. Vì chính vì bây giờ chúng ta có các cái biến nhớ riêng rồi, ta hoàn toàn làm được.
Hoàn toàn làm được, cùng các bạn chúng ta làm thử nhé. Đây thầy lập trình cho các bạn xem, rất là hay luôn. Đây là cái chỗ mà hay nhất của buổi hôm nay. Đây là chúng ta sẽ học cách, chúng ta lệnh là chúng ta sẽ điều khiển, chúng ta sẽ chỉ huy đến từng clone một, từng clone riêng biệt một. Và đó là cái rất quan trọng, vì trong tất cả các chương trình trò chơi, tất cả các cái game, tất cả các chương trình khó đều yêu cầu là phải làm việc với từng clone một. Mà chỗ này là chỗ để chúng ta làm cẩn thận đấy, thì lập trình sẽ rất là phức tạp, rất là dài dòng mà rất là bị sai. Mà tôi đã từng xem rất nhiều bài của các bạn trẻ, các bạn làm, vì chúng ta không được học cái bài bản như thế này, cho nên là lập trình thường nó rất là dài và nó nhìn vào nó không hiểu cái gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu rồi, ta thấy rất là đơn giản nhé. Đây bây giờ thầy làm như sau nhé. Đây bây giờ thầy muốn nháy chuột lên một con vật, nó biết ngay là nó sẽ báo tôi là con gì. Bây giờ thầy dùng lệnh này, vẫn là dùng lệnh này. Đây, khi tôi nháy chuột lên, lệnh này này là cái lệnh sẽ áp dụng cho cái clone mà chúng ta vừa mới nháy lên, được chưa? Mà mỗi clone nó có cái ID riêng của mình, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Đây nhá, bây giờ đầu tiên là nó cứ bé mèo này, mà sau đó con chuột đó, con mèo đó nó sẽ báo tùy thuộc vào cái ID của riêng mình. Chúng ta dùng lệnh sau đây. Con này nó chính là sẽ phải điều khiển, nếu mà ID bằng 1 thì nó thông báo là tôi là mèo vàng, nó ID bằng 2 thông báo tôi là mèo xanh. Đây chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là if thôi. If then. Đây, nhá, if then này. Nếu ID bằng 1. Đấy. Nếu chúng ta nháy vào ID, nháy vào clone ID 1 thì mèo sẽ thông báo ngay, mèo sẽ thông báo là đây, mèo thông báo đây, mèo thông báo là tôi là mèo vàng. Đây, tôi là mèo vàng. Hiểu nhận thấy cái hay của chúng ta là chúng ta dùng bình nhớ riêng, thế không, để bình nhớ riêng cái này mình làm được nhé. Tương tự như vậy, chúng ta có thể copy xuống đây. Nếu mà đây bằng hai thì chúng ta sửa cái chỗ này. Xem có cái hình này chứ, có cái chữ nào ở đây nhé. Tôi là mèo gì? Tôi là mèo đỏ. Được chưa? Mà copy một lần nữa đi. Thế ra nếu ID bằng 3 thì tôi là mèo gì? Tôi là mèo xanh. Mèo xanh. Thấy không nào? Mèo vàng. Đấy. Các bạn thấy bây giờ chúng ta thấy là nó khác nhau ở đây nhá. Đây này, đây chính là chương trình quan trọng này, đây là chương trình mà chúng ta có thể điều khiển vào từng từng con từng cái clone một, bằng cách là chúng ta dùng cái biến nhớ riêng. Nhưng mà cái biến nhớ riêng là biến là cái biến rất quan trọng, biến để điều khiển các cái clone riêng biệt. Bây giờ chúng ta chạy thử nhá, phóng to này, tắt đi, làm lại cái đầu nhá. Đây chạy đây nhé, rồi nhảy vào đây nhá. Này, đấy, tôi là mèo vàng, thấy không nào? Tôi là mèo xanh, bấm vào đây. Tôi là mèo đỏ, thấy không nào? Đấy, như thế. Các bạn thấy không, là ta đấy, chúng ta có thể cho chúng đi, có thể cho chúng là chuyển động mà vừa đi vừa nói được. Thay vào đây bằng cái bằng bằng cái là thay vào đây bằng cái lệnh là forever. Đấy. Bỏ cái này đi. Như vậy là vừa đi vừa nói rồi, đi chậm như thế, đền đi 3 bước cho chậm chậm nhé, 3 bước rồi chạy thử nào. Đấy, vừa đi vừa nói này, bấm đây này. Đấy, tôi là mèo vàng, tôi là mèo xanh, đấy, tôi là mèo đỏ, thấy không nào, tôi là mèo xanh, rồi thấy không nào. Đấy, các bạn được chưa? Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta ghi lại bài này nhé. Bài này chúng ta ghi lại là bài số mấy nhỉ? Ghi lại là cái bài số B4 nhé. Các bạn có hiểu không? Nên mình có hiểu không nhỉ? Tôi dừng lại một chút, tôi hỏi các bạn một chút. Mọi người có hiểu không? Dạ, thầy dừng lại một chút để cho em coi lại cái lệnh. Có hiểu Có không? thầy ạ. Mua 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 số lại lệnh lần nào. Đây. Nhìn rõ chưa?
Rất đơn giản thôi. Rất quan trọng đấy nhá, chúng ta nhớ là cái biến ID phải là biến nhớ riêng. Và ở đây này, quan trọng ở đây này là chúng ta phải là vì sao như này mình về nhá. Các bạn chú ý rằng là cái biến nhớ đấy, cái biến nhớ là khi chúng ta tạo ra ba clone và con mẹ thì cái biến biến ID là biến riêng, chuyên ăn nó sẽ dùng riêng cho từng clone một. Cái clone là cái nhân vật là mẹ thì ID của nó là bằng bằng không. Con mèo vàng ID sẽ là bằng một, con mèo đỏ ID bằng hai, con mèo xanh ID bằng ba. Như vậy là các clone khác nhau là có cái ID khác nhau. Vì sao? Vì ID chính là cái biến nhớ riêng đó. Biến nhớ riêng nó có thể áp dụng cho từng clone một khác nhau. Đó, chúng ta chú ý nhé. Biến nhớ chung là nó không liên quan gì đến nhân vật nào cả. Ta đặt nhớ là M, N hay là Time hay gì đó là biến nhớ chung cho tất cả hệ thống, nó là chung cho toàn hệ thống, không liên quan đến nhân vật nào cả. Nhưng mà biến nhớ riêng thì khác. Biến nhớ riêng là nó phụ thuộc vào từng nhân vật một. Đấy. À, nhân vật A có thể là biến nhớ riêng của nhân vật A này mà ta có thể áp dụng cho là từng clone một có giá trị khác nhau. Nhưng mà với bài này nhé là nhân vật mẹ luôn có ID bằng không. Đây, vì ta ID bằng không luôn nhé, bằng không đây này đó. Mà sau ta tạo tạo xong clone, tạo xong lại đặt về bằng không, như vậy là nhân vật mẹ luôn có ID bằng không, được chưa? Còn ở đây khi chúng ta tăng ID lên một và chuyển custom lên một là màu vàng, tạo ra clone màu vàng thì con mèo vàng luôn có ID bằng một đó, sau đó không thay đổi nữa. Con mèo đỏ luôn có ID bằng hai và con mèo xanh luôn có ID bằng ba. Chính vậy ta làm được chỗ này. Đây chính là ta chỗ này ta điều khiển từng con một đây. Kiểm soát là con mèo vàng nó sẽ nói khác, con mèo đỏ nó sẽ nói khác, con mèo xanh sẽ nói khác. Bạn đã hiểu chưa? Được rồi, thì đây là bài số 4 nhá. Bây giờ thầy sửa đi một chút cái bài này. Sửa một chút thôi, sai hơn hay hơn nữa nhé. Điều thầy muốn là thầy bấm vào số 1. Thì mèo vàng nói. Và nó tôi là mèo vàng đây. Nhưng mà mèo xanh không nói, tôi bấm vào số 2 thì mèo xanh nói là tôi là tôi đây, tôi là bấm vào số 2 là mèo đỏ kêu là tôi là mèo đỏ đây. Khi bấm số 3 thì mèo đỏ kêu. Thì có làm được không nhỉ? Làm được. Chúng ta làm thêm nhé. Đây, bây giờ chúng ta làm thêm bài này. Bây giờ chúng ta có thể điều khiển từ bên ngoài, điều khiển vào từng clone một. Một cái sự kiện nào đó bên ngoài, đây sự kiện đây. Ví dụ sự kiện là tôi bấm vào số 1. Đây, số 1 nhé. Thì cái lệnh này này, cái lệnh là đây là một sự kiện nó sẽ áp dụng cho mọi clone đều chạy cái này nhé, các bạn chú ý nhé, mọi nhé. Khác nhau đây là cái cũng giống như cái này là một sự kiện ở bên ngoài tác động lên một nhân vật đó thì nó sẽ chạy cho mọi clone của nhân vật đó. Và bây giờ tôi muốn là gì? Muốn là cái là nháy tôi bấm vào số 1 chỉ áp dụng cho màu vàng thôi, thì tôi phải làm một lệnh kiểm tra. Đây. Các bạn thấy chỗ này hơi khó một chút, ta chú ý nghe nhé. Đây. Ta dùng lệnh này. Nếu mà ID bằng 1 đó thì ta sẽ làm cái đó. Đây. Nếu mà ID bằng 1. Đây, nếu mà ID bằng 1. Thì đây, cái lời mà vàng tôi có thể copy cái này lên. Và tôi cho cái âm thanh meo meo lên nữa. Đấy. Như vậy lại đây này, bản thân cái lệnh là when một key press là áp dụng cho toàn bộ các clone. Nhưng mà tôi lọc ra. Đây tôi lọc ra đây. Tôi chỉ chạy nếu mà ID bằng 1. ID 1 là gì? Là chỉ khi mà clone có ID bằng 1 mới chạy thôi, tức là chỉ là con mèo vàng mới chạy mới kêu thôi. Được chưa nào? Đây này tôi chạy thử cái này nhé. Đây, bấm một số 1 này. Đấy, tôi là mèo vàng. Cho con đó mèo đỏ và mèo xanh không hề có, đúng không? 1. Đấy, nhé. Tự như vậy tôi làm bấm số 2, 2 3 chưa có tôi làm lại tôi copy làm số 2, số 3 nhé. Đây. Bây giờ copy cái này sang số 2 này. Copy cả cái này này sang bên này và đây chọn là số 2.
2. Ở đây là bấm số 2. Đúng không? Ở đây là chọn cái dòng chữ là màu đỏ. Màu đỏ, đúng không? Và ta làm copy nữa đây. Hết chỗ rồi. Bên trên nhé. Copy cái này xuống đây và chọn cái này là số 3. Số 3. Thì đây lại đi bằng 3, đi bằng 3 đây, sửa một tí thôi. Còn chỗ này ta sửa thành màu gì? Màu xanh. Vậy thì vậy ta điều khiển gõ số 1 thì chỉ tác động lên mèo vàng, gõ màu 2, số 2 chỉ áp dụng lên mèo đỏ, gõ số 3 chỉ áp dụng lên mèo xanh. Và như vậy chúng ta học được cách là ta điều khiển vào từng clone một nhé. Để chúng ta chạy thử cho các bạn xem thử lại nhé. Này. Nào. Bấm số 1 này. Mèo vàng, bấm số 3 này. Mèo xanh, bấm số 2 này. Đấy, thấy không nào? Đấy, như vậy chúng ta là điều khiển vào từng cái clone một. Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ tôi bật cho bạn xem lại kia nhé, xem lại để các bạn xem kỹ lại cái lệnh của nó này. Đây. Cái này nó hơi bé, nhìn hơi khó. Này để ở đây, cái này để ở đây nhé. Đó. Thấy chưa nào? Hiểu chưa nhá? Đấy, phần này là cho giờ phút này là chúng ta học vấn đề là học là khá sâu đấy nhá. Tức là cách chúng ta tạo ra một cái clone này, đúng không? Và cách điều khiển riêng rẽ từng clone một, muốn vậy chúng ta phải dùng các biến nhớ riêng. Mà cách mà hay dùng nhất là đơn giản nhất là cái dùng cái biến có tên là ID. ID thông thường là ID bằng 0 thì nó là nhân vật mẹ. ID mà lớn không, 1, 2, 3 hay gì đó, thì nó là nhân vật clone. Tùy chúng ta sử dụng cái biến nhớ đó là gì, tùy cách chúng ta tạo ra. Nhưng mà các cái clone này mà giống hệt nhau thì chúng ta chỉ dùng một là ID bằng 0 thì là nhân vật gốc, ID bằng 1 thì là nhân vật clone. Còn nếu chúng ta muốn là mỗi nhân vật là một cái đặc thù riêng như bài này, là có con vật là mèo mèo xanh, màu vàng, màu đỏ riêng, thì chúng ta sẽ phải tạo ra cái ID đó là 1, 2, 3 độc lập. Được chưa? Được rồi. Thầy ơi. Ơi. Sao con làm giống thầy nhưng mà sao? Đúng không? Không nhưng mà cái khi mà con nhấn vào con mèo ấy thì nó chỉ kêu tiếng meo, nó không nói là tôi là mèo xanh hay mèo vàng hay mèo đỏ gì ạ. Con chỉ giống của thầy chưa? Con là giống y hệt ạ. À, thế chứng tỏ là con làm sai là gì? Là cái biến nhớ ID không phải là cái biến riêng. Nhầm là biến chung rồi. Xem lại đi. Chắc là nhầm rồi, chỗ này rất nhiều người nhầm vì dễ khi ta ra biến nhớ là nó dễ bị nhầm lắm. Ta chú ý nhé này, cái biến nhớ riêng nó phải như này này, chúng ta đã biến nhớ được rồi, khi mà chúng ta đưa lên màn hình nhá là nó phải như này này, đây này nhé, nó có cái chữ là sprite một này, tên cái này này, tôi biết sửa đây là thành chữ mèo nhé, đây này, nó là mèo 2 chấm xong là ID, thế này mới là biến riêng nhá. Còn biến chung không như vậy, biến chung nó khác, biến chung nó như này này, đấy, thế này là biến chung này, không có gì cả nhé. Còn biến riêng là biến nó có cái tên nhân vật ở phía trước. Con kiểm tra lại đi, con kiểm tra lại xem là biến con có phải là biến nhớ riêng không. Con bị nhầm thành để biến chung ạ. Đúng không? Ở đấy chỉ nhầm một tí thôi là không chạy được. Các bạn có hiểu không nhỉ? Con cảm ơn thầy ạ. Cái phần này là phần rất là sâu sắc đấy nhé, vừa là đơn giản nhưng mà sâu sắc nhé. Và việc chúng ta có thể bài này chúng ta có thể tha hồ mà nghĩ ra các kịch bản khác nhau. Như chúng ta sẽ tạo ra lớp chúng ta có 4 bạn tên là Hùng, là Huy, là Hoàng, là Việt chẳng hạn, và mỗi bạn như vậy có một tên riêng khác nhau, quần áo khác nhau, và chúng ta tạo ra là 4 nhân vật như vậy, 1 nhân vật và cái 4 trang phục. Và chúng ta có thể hỏi hạn lập chương trình để cho Hùng nói chuyện với Việt, Việt nói chuyện với Huy, Huy nói chuyện với Hoàng, vân vân. Có thể là điều khiển thành một cái 4 nhân chuyện với nhau được mà vẫn chỉ 1 nhân vật thôi. Đấy, không cần 4 nhân vật.
một nhân vật thôi nhưng mà tạo ra bốn clone và chúng chuyện được với nhau như thế này. Được chưa? Có hiểu không? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thầy kết thúc hôm nay, thầy sẽ cùng các bạn ta sẽ làm một cái trò chơi nhỏ nhỏ nhé, trò chơi hoàn chỉnh. Thầy chuẩn bị sẵn rồi. Và tức là thầy làm trò chơi là bắn súng nhé. Chúng ta điều khiển súng và chúng ta bấm nút space thì đạn sẽ bắn ra từ nòng súng và bắn trúng con vật gì đó thì nó chết. Ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Rồi chúng ta sẽ là bây giờ cái bài này ta ghi rồi sao nhỉ? Ghi chưa nhỉ? Bên 5 cho an toàn nhé. Đây là bài B5. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái trò chơi kết thúc của hôm nay là chúng ta sẽ tạo ra một cái game mà trò chơi thôi, dùng kỹ thuật là clone nhé. Rồi, thầy trên màn hình, thầy đã có, thầy trong máy tính thầy đã có sẵn cái phải tìm trên internet mấy cái nhân vật, một là nhân vật khẩu súng, hai nhân vật là viên đạn, và ba thầy đã tìm được một cái âm thanh, có cái âm thanh tiếng nổ của nòng súng, của khẩu súng, và thầy sẽ điều khiển cái đó nhé. Đây, bây giờ thầy làm của các bạn là các bạn cùng làm với thầy nhé. Các bạn nếu các bạn làm lấy thì các bạn có thể lên mạng là các bạn tìm hình khẩu súng bất kỳ, rồi tìm cái hình viên đạn bất kỳ, rồi là tìm cái tiếng nổ bất kỳ. Ở đây thầy làm sẵn rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ xóa cái mèo đi, thầy sẽ lập trình đơn giản. Đây, thầy sẽ đây ta phải dùng lệnh này để ta đưa vào đây, có khẩu súng đây rồi, đúng không? Không, thầy không dùng cái này. Thì vào đây, thì vào lesson 1. Đây này, thầy có khẩu súng rồi nhá. Một là khẩu súng này. Rồi. Cái thứ hai là viên đạn. Viên đạn. Viên đạn đây đúng không? Viên đạn. Rồi. Cái viên nó to quá, thầy sẽ cho nó bé lại nè. Thầy cho nó bé lại nhá. Đây, viên đạn đây. Viên đạn này thầy sẽ phải thầy phải convert to vector đã. Rồi convert to vector, sau đó thầy sẽ xoay nó ra. Xoay nó ngang như này. Xoay ngang đi. Thầy cho nó nhỏ lại. Ngang là cho nó bắn. Tạm thời thầy cứ để là bắn ra một định hướng ra bên phải đúng không? Đây viên đạn đây nhé. Thế để cho nó đưa tâm nó tây tâm này mờ, thế để tâm nó vào chỗ này, tâm nó vào đây này. Rồi viên đạn này hơi to quá đúng không, thế để cho nó 50%. Rồi bị sang súng này, viên đạn này sang súng nhá. Ô súng này to quá, bây giờ thầy sẽ cho đây, thầy sẽ cho nó bé lại. Rồi bé chưa? Ok rồi đấy nhỉ, bé này rồi đấy, có thể bé nữa đấy nhỉ. Rồi, thế bây giờ làm sao nhỉ? Thầy muốn là mô phỏng viên đạn phải bắn ra từ nòng súng cơ. Từ đây này, thầy cho nó nhỏ lại là viên đạn 50, để là 40% nhé. Rồi, đây nòng súng cái này. Thì như vậy là thầy muốn là tâm của nòng súng mà đều ở đây, thầy sẽ chuyển cái nòng súng tâm của nó về đây. Tâm bên này thầy sẽ chuyển nòng súng đây. Rồi. Như vậy thầy chuyển cái tâm của nòng súng nó về chỗ này nhé. Cái bản SCAD 3 này làm tâm khó quá. Bản SCAD 2 làm tâm rất là dễ. Nên tâm để ở chỗ này này nhé. Thế để vào đây này. Đây. Rồi. Thì để mà khi chúng ta mà bấm nút bắn thì viên đạn sẽ xuất hiện từ nòng súng và bắn ra bên phải. Rồi thầy sẽ để ở đây nhé. Đây. Thầy sẽ điều khiển súng chuyển động trên xuống dưới, chuyển động như này. Và mỗi lần thầy bấm nút bấm space thì nó sẽ viên đạn sẽ bắn ra nha. Rồi bây giờ thầy đưa vào màn hình kia đây thầy đưa vào cái âm tùy âm thanh của này nhé. Thầy âm thanh thầy trong trên máy tính của thầy đã có sẵn rồi, thầy tạo ra. Âm thanh ở đây, âm thanh bên này nhé, nhầm bên này. Thì đưa vào âm thanh là cái file nổ đây rồi, cái file nổ. Đấy, chạy thử này. Đấy, nổ đấy nhé. Rồi, thế là làm như sau này, âm thanh này thầy sẽ đưa vào viên đạn. Rồi thầy bắt đầu lập trình nhá. Thì ban đầu
súng sẽ đặt ở chính giữa màn hình như này, đặt ở vị trí bên trái. Đây, để ở đây nhé, này, ban đầu đây. Cái bản như sau nhé, cái bản là thầy sẽ dùng phím lên xuống để điều khiển súng lên xuống. Bấm space thì viên đạn sẽ bắn ra từ nòng súng, bắn sang bên phải, bắn từ nòng súng sang bên phải, gặp cạnh thì sẽ dừng lại, sẽ mất đi và bắn liên tục như vậy, nhé. Khi bấm space thì viên đạn sẽ xuất hiện từ nòng súng và bắn sang bên phải. Viên đạn rất là nhiều, cho nên thầy sẽ điều khiển viên đạn bằng kỹ thuật clone, không phải dùng nhân vật viên đạn, phải dùng clone của viên đạn để mà điều khiển, mô tả viên đạn bắn ra từ nòng súng nhá. Rồi bây giờ thầy lập trình trước cho gì, cho súng này ở đây nhá. Đây này thì mặc định súng sẽ nằm ở đây. Đầu tiên súng sẽ xuất hiện ở phía màn hình và sẽ go to. Đấy, với y là không, nằm ở giữa màn hình và y bằng đây, y bằng cái chỗ này được, bằng -130 đi, cho nó chọn chăm nhé. Đấy, và chúng ta sẽ điều khiển cho, chúng ta sẽ dùng điều khiển phím lên xuống để điều khiển cho súng lên xuống. Chúng ta vào lệnh này đây, nghĩa là khi bấm phím up và phím down nhé. Nào, phím up thì chúng ta cho nó dùng cái lệnh là train y, thì là up lên, lên y lên 10 pixel, và down thì train y by -10, được chưa? Đấy, ta điều khiển này. Đấy, lên xuống đây này. Đó, điều khiển nhé. Đấy, điều khiển. Bấm space thì nó sẽ bắn ra. Được rồi. Rồi thầy biết thầy sẽ bắt đầu điều khiển cái viên đạn bắn ra nhé. Khi thầy khi mà ra cái lệnh là space, bấm space thì nó phải phát ra một cái thông điệp là bắn, và khi viên đạn nhận được thông điệp bắn thì viên đạn sẽ nhá. Rồi thì cái thông điệp bắn nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Có thể nằm ở cái lệnh mà điều khiển bắn đấy, nằm ở ấy đi, nằm ở sân khấu là lên hệ thống nhá. Đây sân khấu đây, khi mà bấm space đây, khi mà người dùng bấm space thì là sân khấu, lên được sân khấu sẽ gửi thông điệp là bắn đây, broadcast đây, lệnh broadcast bắn là thông điệp có tên là bắn đi, bắn. Đâu rồi, ở đâu rồi nhỉ? Bắn được chưa? Đây bắn nhá. Thì khi bắn ấy thì viên đạn nó sẽ, hay là thầy cho luôn tự nổ luôn ở đây nhỉ, cho nó thích nhỉ. Rồi thầy đưa luôn vào đây. Đây đang là sân khấu rồi đúng không? Sân khấu phải không? Thầy đưa, thầy xóa cái này đi, thầy đưa vào đây cái tiếng nổ cho sân khấu đi, sân khấu dùng được rồi. Đây nhé, khi mà bấm space thì broadcast bắn và nổ luôn đây, màn hình nổ màn hình rộng lên, nổ súng nhé. Rồi và bây giờ điều khiển con này, điều khiển chỗ này bắt đầu khó đây này. Bây giờ chúng ta lập trình cho đây là điều khiển lên xuống nhé, điều khiển súng như này nhé. Bấm space này. Đấy. Bấm space là xong rồi nhé, điều khiển cái này rồi nhé. Đây, ok chưa? Bấm space nhé. Đây, space này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển nốt cái viên đạn là xong. Nhưng viên đạn là khó hơn nhiều, vì viên đạn nó ta phải dùng cái clone. Thì các bạn cùng thầy chúng ta làm nhanh cái này nhá. Này, bây giờ làm như sau này, thầy sẽ phải ta vào nhân vật đạn và chúng ta sẽ phải tạo một cái biến nhớ riêng. Các bạn chú ý rất quan trọng, phải phân biệt được đâu là biến nhớ chung và biến nhớ riêng. Đây bấm đây này, đây là riêng nhé, và đặt là ID. Đấy. Để phân biệt được gì? Bây giờ bài này thì làm như sau này, ID bằng 0 là nhân vật đạn gốc, còn ID bằng 1
là nhân vật Đạn là clone của Đạn nhé. Được rồi, thầy lập trình này. Đây, khi mà bắt đầu vào chương trình nhé, thì thầy đặt ID bằng 0. Đây là nhân vật mẹ này. Chúng ta chú ý là khi bấm vào cái click vào cái đầu tiên ấy, click vào lá cờ thì bao giờ cũng tác động đến cái nhân vật mẹ. Khi bắt đầu chương trình thì không có clone nào cả hết, cho nên là bắt buộc đây là lệnh áp dụng cho nhân vật mẹ, không có clone nào cả. Chúng ta đặt luôn ID bằng 0 luôn và chúng ta sẽ ẩn đi. Như vậy là khi ta bắt đầu chương trình thì trên màn hình không hiện gì cả. Được chưa? Ẩn này, ẩn luôn này, đó, ẩn nhé. Và bây giờ khi mà bấm space, đấy, thì mình bắt đầu điều khiển con Đạn. Chúng ta vào bấm space thì là từ bấm space thì từ màn hình sẽ gửi thông điệp là bắn rồi. Chúng ta chỉ điều khiển thôi. Chúng ta chỉ vào cái lệnh này mà chúng ta sẽ đọc cái này. When I receive bắn, đúng không? Rồi, thì ở đây này chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ làm như sau nữa. Nhân vật Đạn sẽ làm như sau. Đây là cái lệnh để điều khiển nhân vật gốc nhé, nhân vật gốc chứ không phải là điều khiển clone. Nhân vật gốc sẽ xuất hiện và sẽ tạo một clone là Đạn và xuất hiện tại đầu lục súng và đẩy sang bên trái, được chưa? Sang bên phải. Rồi, chú ý nhé, chỗ này rất quan trọng, rất là khó này. Như nào? Là như sau, chúng ta chỉ muốn lệnh này áp dụng cho nhân vật gốc thôi, nhưng phải làm như này, chứ là tương đối khó. Đây if nha, if này, if mà khi mà id bằng không thì mới chạy. Ai làm gì đấy? Đây chỗ này nhá, nếu mà chúng ta bỏ cái này ra mà không để cái này vào thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ tất cả Đạn gốc và đạn clone, mà nó không chính xác nữa. Ở đây chúng ta bắt buộc chỉ áp dụng cho Đạn là gốc thôi, chứ không có lệnh là if id bằng 0, được chưa? Rồi, làm như sau. Lập tức như sau này, chúng ta sẽ cho Đạn hiện lên. Đây, cho Đạn hiện lên. Sau đó là cho Đạn nhảy vào vị trí đầu nòng súng. Được không? Được. Ai làm cái nào nhỉ? Bây giờ tôi hỏi các bạn là làm thế nào để có thể cho Đạn nhảy vào đầu nòng súng nhỉ? Dùng cái gì nhỉ? Không tu súng ạ. Không được. Không tu súng được cũng được. Ừ. Thật ra không tu súng cũng được đấy nhỉ? Thử nhé. Hay đấy. Tôi chưa thử cái đấy bao giờ. Không tu súng đi. Súng, ok. Được đấy. Không tu súng. Rồi, nó sẽ nhảy vào tâm của viên đạn xung súng là gì ở đây, đúng rồi. Sau đó là gì? Sau đó là nó sẽ gì? Sau đó nó sẽ tạo clone. Đấy nhá, chúng ta chú ý nó sẽ tạo clone, đúng rồi. Nó sẽ tạo clone. Đây. Create clone. Tạo clone xong thì làm sao nhỉ? À xin lỗi, chưa xong nhá. Chưa xong, nó sẽ phải làm việc này, nó sẽ phải là set ID bằng 1 đã. Bằng 1 đã. Để phân biệt được clone đó, cái con khi tạo clone này là ID bằng 1 rồi, nó phân biệt với ID bằng 0 là gốc. Được chưa? Tạo clone xong thì nó sẽ gán lại ID bằng 0. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này, chỗ khó này nhá. Vì chúng ta xác định là gì? Là cái đạn mà là bắn ra là clone bằng 1, là ID bằng 1, nó phân biệt với cái đạn gốc. Vì lệnh này chỉ áp dụng cho áp dụng cho đạn gốc thôi, là chỉ áp dụng cho ID bằng 0 thôi, cho nên khi ta tạo xong clone thì nó sẽ phải là nó sẽ trở về bằng 0 ở đây. Được chưa? Đạn mà nó ô thu súng, đúng rồi. Không cần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm lệnh là khi đạn xuyên nòng súng sẽ bắn ra bên phải. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh này. Đây, chúng ta dùng lệnh này là when I start as a clone đây, được chưa? Và súng sẽ lập tức là súng sẽ chuyển động vô hạn về bên trái, đây, về bên phải, dùng lệnh này forever, và súng sẽ chạy về phía trước là 10 bước đây, 10 bước nhé, liên tục. Góc cạnh thì tự mất đi. Ta dùng lệnh này, nếu mà gặp cạnh, nếu mà touching edge,
Nếu mà đạn ta thấy nhiễu thì đạn sẽ tự động xóa. Dùng lệnh này, dùng lệnh là delete. Đó. Hiểu không nào? Đấy. Chỗ này nhá. Đấy. Đây là khi mà ta bấm mà khi mà nhận là thông điệp mà khi bấm space này thì là bắn này, có tiếng nổ này thì cái này là chỉ áp dụng cho nhân vật đạn là mẹ thôi. Đạn là mẹ à, sẽ phải thêm lệnh show này, show xong này trở về không này và phải ẩn đi nữa, quên mất quan trọng không sẽ lẫn lộn với cái ẩn đi. Đó. Đây là áp dụng cho nhân vật đạn gốc nhá, ID bằng không là gốc này, nhắc lại này, hiện ra này, go to về súng này đúng không, đặt ID bằng một để tạo clone, clone nó sẽ có ID bằng bằng một, tạo clone xong rồi thì chuyển về không và ẩn đi, đây lại nó trở về nhân vật gốc. Còn đây là lệnh chương trình tạo cho để áp dụng cho đạn, chạy thử nhá. Đây. Đấy. Đạn bắn ra luôn bên phải đúng không? Bắn ra vô tư. Ở cạnh bên trái thì là gặp bên phải thì là nó sẽ dừng lại, nó sẽ đây. Đấy, nhưng mà là đây là kỹ thuật mà chúng ta có thể dùng nó để áp dụng cho các bài tập khác được nhà. Tất nhiên là con là thầy không khuyến khích các con là làm, không khuyến khích các bạn là lập trình game để bắn súng đâu nhé, nhưng mà đây là để học thôi, học cách chúng ta điều khiển như vậy nhé. Có thể không phải thực tế sẽ là bạn làm game không phải điều khiển súng mà điều khiển quả bóng hay điều khiển cái gì đó, bắn cho quả bóng hay là bắn ra cái gì đó đúng không? Đấy, nhưng mà đây ta ví dụ đây thôi, này dùng được chưa? Và bây giờ các bạn sẽ về nhà sẽ làm tiếp cho thầy cái bài này, là chúng ta đây chúng ta mô tả đây một con vẹt hay con vịt chẳng hạn, hay con rơi, bắn cô rơi nó sẽ rơi xuống là cô rơi sẽ chết nhá. Cái này về nhà làm tiếp. Thầy ơi, thầy Ơi mở phần súng ra không ạ? cái gì cơ, Thầy mở phần súng ra được không ạ? cái gì mở súng ra cái gì hả? Em cho nói gì nhỉ, chúng bác không nghe rõ. Con bảo là mở súng ra. Mở súng là mở chương trình ra hay gì hả? Vâng ạ. Đây đây thì con nói là cho xem chương trình của súng thì đây, súng đây nhé, súng rất đơn giản này thôi, súng có gì đâu nhé. Vấn đề là ta đặt phải đặt tâm của súng là phải nằm ở chỗ này này, thì khi đạn 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 nó go to vào súng thì nó nằm đúng ở tâm ở đây, nó cảm giác như nằm bắn ra từ đầu 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 nòng súng đúng không nhá. Như vậy đây là súng này, đây là sân khấu này, và đây là đạn, ba cái chương trình đó nhé. Đấy. Điều khiển này. Đấy, vừa chạy vừa bắn nhá. Được chưa? Hiểu không? Bây giờ bài này chúng ta ghi Thầy lại. ơi, Ơi. hồi nãy có một cái viên đạn mà ở đầu súng á thầy. Ừ. Ngoài cái lệnh sử dụng là go to súng á, hồi nãy thấy thầy chuẩn bị giới thiệu thêm cách nữa, đó là cách gì thầy? Cách nữa à? Cách nữa thầy dùng lệnh go to được, go to XE ra. Go to XE cũng được. Lệnh này này thì phải dùng cái lệnh để mà lấy ra được cái tọa độ X gì của súng, Y của súng là lệnh này này này. Ta vào sensing ta có cái lệnh này này. Đây này. Đây này, đây này. Ta có cái lệnh này là lệnh có để biết được là súng đây nhá, chọn súng này, biết được là tọa độ X của X position này, đấy. Hoặc là ta làm lệnh này duplicate. Đây là Y position của đây. Đây là tọa độ X của súng, tọa độ Y của súng. Ta có thể dùng lệnh này này, go to X. Tọa độ X của súng và tọa độ Y của súng tương đương nhau. Lệnh này tương tương lệnh này. Tương với lệnh này này. Là hai lệnh này tương đương nhau. Bạn dùng lệnh này cũng được, lệnh này cũng được. Câu súng là dùng lệnh này hay hơn, ngắn hơn đúng không? Ngắn hơn và dễ hiểu hơn. Một chất đó chính là lệnh lệnh này. Đấy. À, chúng ta làm lại như này, chạy thử này. Đấy, bắn này. Đấy. Rồi, bài này chúng ta lưu rồi đúng không? Đúng là bài bài 6 đúng không? Bài 6, ghi rồi. Con có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Nhá.
Rồi. Hôm nay chúng ta học học như vậy thôi nhé. Hôm nay buổi đầu tiên học như vậy thôi. Vì con về nhà sẽ bây giờ thế này nhé. Bây giờ những cái bài tập ở đây này, thầy sẽ tạo ra một cái thư mục và thầy copy lên và để cho các bạn có thể tải về cái trình này. Tải về ta chạy lại nhé. Để lát nữa thầy sẽ tạo ra hay là ngày mai. Copy lên suốt classroom mà thôi. Ơi ơi, gì? Thầy tạo ra một cái thư mục trên trên mạng thôi, thư mục share cho cả lớp mình ấy nhé. Và cả lớp mình sẽ vào sẽ download được những cái bài này về nhà nhé, cái bài này để chúng ta về xem cả cái file đạn và cả cái hình này, cái file JPG đạn và cái file JPG súng và cả cái file wave tiếng nổ nữa nhé. Và thầy cho con làm bài tập, cho làm bài tập khác liên quan đến clone và có thể là bài tập để mở rộng cái bài bài này, mở rộng cái bài đạn này cụ thể như sau này. Thì có con làm như sau là chúng ta sẽ có thêm đây một con rơi ở đây nữa, bay bay ở đây này, rơi bay ở chỗ này, bay cũng nhìn đây, và khi đạn bắn trúng con rơi thì con rơi nó rơi xuống chết và một con rơi khác là xuyện và ta lại tiếp tục ta bắn nhé, được chưa? Hãy bắn rơi quả táo cũng được, cho táo xuyện đây và ta quả táo sẽ rơi xuống, quả táo sẽ ăn được quả táo đó, được chưa? Đó. Thôi cả lớp mình chúng ta nghỉ nhá. Ai các bạn có thể mà là bố mẹ không hiểu gì thì ta post lên trên cái nhóm ấy, không dùng chung ấy. Không hiểu gì thì hỏi tôi sẽ trả lời nhé. Này hẹn gặp lại các bạn vào hôm vào thứ mấy nhỉ? Vào thứ bảy nhé. Vào thứ bảy là ngày bao nhiêu nhỉ? Là ngày 12 đúng không? Vào thứ bảy là ngày 12. Bây giờ tôi dừng ghi lại đã, dừng ghi. Dừng ghi.